tiến hành đánh một cú mai lùn lực. Quay thấp. Hàng lại để biệt thự. Trước sân thì hơi bị đẹp luôn đấy. Đều trong đó. Để bao quanh nhá. Để tứ diện luôn. Đây, bây giờ đã đánh xong. Cây đánh bầu xong. Cây luồn lực rất là đẹp. Chi tán tứ diện rất là đều đẹp luôn. À, cây này bỏ lên chậu thì khỏi chê, rất là tuyệt vời. Quay xung quanh cho bà con này. Bầu bì rất là chuẩn, giòn xoe luôn này. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Quay một vòng cho bà con xem, cây không lỗi lầm gì hết nhá, không bị bọng hư xẹo tép gì hết. Thân thì vàng ươm luôn này, thân vàng ươm luôn này. Vành thì 78 nhá. Đây, 78. Vành 78. Thoát thân ngang cái điểm này này, ngang cái chặng 3 này bà con này. Ngay chặng 3 này thì 90 lên chia cành đầu tiên thì là 1m06. Tổng cao là coi nào, 2m, tổng cao 2m. Cao 2m. Chi tán rất đẹp. Quá ok, được cây như thế này thì chơi thì quá tuyệt vời. Cây này bỏ nhà là đúng. Tuyệt vời, không thể có gì bàn hơn nữa rồi. Phải nói là đẹp. Dây và lưới B10 là nó ok. Đấy, làm rất chắc chắn cho bà con. Bà con lấy về khỏi lò cây sống mà chết nhá. Thì cái bầu là mình đánh quá chất. Cẩn thận. Không có bị nít nạ gì hết, bất kể do vận chuyển xa hay là gần. Thêm một lưới B10 nữa, nó quá chắc. Đang quay bầu, đánh bầu, lao quê luôn. Bầu rất đẹp, rất chắc chắn.